có sự xuất hiện của ông chùm chích đùi, một nhân vật mới trong Hé Lộ trên L tập 3. Chim điên, mày có sao không? Không sao đâu đại ca. Mà mới có một tin rằng đệ tử của mình đã bị bắt. Ai? Đó chính là bọn xì bom điên đó. Được không? Mày đứng dậy đi. Giờ em rất mệt vì em mới bị đâm. Đâm đi. Giờ em muốn nói với là cha đi cô rằng hãy trả thù nữa trước khi em bất tỉnh và đi vô bệnh viện. Đi chung đi, ta sẽ trả thù cho ngươi. Chờ người giữa tới đây đi. Trời đất luôn.